Wow, nhìn nào các bạn ơi. Chúng ta có gì đây? Mình phát hiện ra ở đây có một con gì đó giống như con khủng long đó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ nhấc lên và cho các bạn xem nha. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Đây là một con khủng long Indominus Rex. Một con khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm luôn. Nó có một cái hàm răng rất là chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Ngoài ra thì cũng có một cơ thể to lớn và nhiều cơ bắp. Wow, rất tuyệt vời đúng không nào? Một con khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm luôn. Không biết quanh đây chúng ta sẽ còn có những con khủng long nào giống như vậy không? Wow, và con khủng long của mình nó đã nằm trong một cái rổ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi săn lùng khủng long thôi. Let's go. Wow, ha ha. Ở đây chúng ta có tới tận 3 con khủng long luôn này các bạn ơi. Wow. Trên tay mình đây là Stegosaurus, một con khủng long ăn cỏ. Nó có nhiều những chiếc gai ở trên lưng rất là to luôn. Và còn được sơn thêm màu đỏ nữa trông rất là bắt mắt đúng không nào các bạn? Stegosaurus. Tiếp theo chúng ta có thêm con khủng long Carcharodontosaurus, một con khủng long ăn thịt, nó di chuyển bằng hai chân. Wow, và nó có một cái tên hơi dài một tí các bạn ạ, Carcharodontosaurus. Còn đây, các bạn có thể đoán đây là con gì không nào? Megalodon, một loài cá mập khổng lồ đó các bạn ơi. Khi trưởng thành thì Megalodon nó có thể đạt tới chiều dài là 18,2m và nặng tới tận 60 tấn đó các bạn. Wow, rất là tuyệt vời đúng không? Tạm thời mình sẽ để hết những món đồ chơi mô hình khủng long của mình vào trong cái rổ này nha. Và chúng ta cùng tiếp tục đi tìm kiếm xem còn gì nữa không nào. Wow, các bạn nhìn nè các bạn ơi. Rất là nhiều những con khủng long đang xếp hàng ở đây. Wow. Wow, một con kim công và một cái đầu con T-Rex. Wow, ngoài này chúng ta có một cây búa nữa các bạn ạ. Wow. Bây giờ mình sẽ lấy cây búa này lên và cho các bạn xem cho thật kỹ nha. Wow, hai mặt của cây búa đều có những hình vẽ họa tiết như vậy, rất là đẹp đúng không nào? Thân cây búa thì có màu đỏ. Đây là cây búa của thần sấm Thor. Cảm giác cầm nắm của mình rất là thoải mái và vừa tay nha. Tuyệt vời. Wow, đầu tiên mình sẽ bắt một con khủng long lên xem thử nào. Wow, đây là con khủng long Velociraptor. Một con khủng long ăn thịt, nó có màu xanh lá cây. Và khi di chuyển nó di chuyển bằng hai chân rất là nhanh. Tiếp theo trên tay mình đây là một con khủng long Triceratops. Nó thuộc dòng khủng long ba sừng. Ngoài ra thì trên người của con khủng long Triceratops này còn có những hình vẽ hoa văn màu đỏ trông rất đẹp và bắt mắt đó các bạn. Wow, kế đến là con khủng long Dimetrodon nha. Dimetrodon nó có một cái điểm đặc biệt là ở trên lưng có rất là nhiều những chiếc gai được xếp và nối liền lại với nhau tạo nên một hình rất là đẹp như hình của cầu vồng vậy các bạn ạ. Wow, còn đây là một loài chim khủng long đó các bạn, Archaeopteryx. Nó thì có một cái mào hình mặt trăng lưỡi liềm, hai bên cánh thì đều có bàn tay giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn. Archaeopteryx. Wow, kế đến là một con khủng long rất là to và dài luôn. Đây là Bajadasaurus. Nó có một cái cổ và đuôi rất là dài. Ngoài ra thì đây là con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Trên đầu thì có rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn đó các bạn. Và
Còn đây chúng ta có con khủng long Deinonychus. Nó có màu xanh lá cây. Đây là con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng hai chân nha. Nó còn sở hữu một cái màu đỏ nữa nè các bạn ơi. Deinonychus. Tiếp theo chúng ta sẽ có con khủng long Dilophosaurus, hay còn được gọi là con thằn lằn hai màu. Nó là một con thằn lằn ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Ngoài ra thì khi trưởng thành nó có thể dài tới 7 mét và nặng khoảng 400 kg lận đó. Và tiếp theo một con khủng long Keratosaurus, nó thuộc dòng họ khủng long ba sừng. Rất đẹp đúng không nào? Có cơ thể màu xanh lá cây. Wow, nhiều khủng long quá các bạn ơi. Để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mình đến với con Carnotaurus. Carnotaurus di chuyển bằng hai chân là chủ yếu. Ở trên lưng thì có rất là nhiều những chiếc gai, và đặc biệt hơn là có hai cái sừng sắc nhọn ở trên đầu. Wow, haha, tiếp theo một con kinh công rất là to luôn. Một con kinh công siêu to nha các bạn. Nó có một thân hình khá là săn chắc và nhiều cơ bắp. Ngoài ra thì nó còn có thêm một bộ lông màu trắng rất là mượt luôn nè các bạn ơi. Kinh công. Wow, chúng ta có gì nữa đây? Wow, một cái hộp đồ chơi các bạn ơi. Nó có hình dáng là một cái đầu con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Phía bên trong các bạn có thể nhìn thấy có rất là nhiều những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau luôn. Wow, rất nhiều những con khủng long và có nhiều màu sắc khác nhau đúng không nào? Wow, rất là tuyệt vời. Và đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay mà mình đã lụng được đó các bạn ơi. Rất là nhiều những con khủng long khác nhau luôn đúng không nào? Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.